tại sao năng lượng mặt trời ở châu phi thất bại sa mạc sahara và bắc phi nói chung là một trong những nguồn năng lượng chưa được khai thác lớn nhất thế giới năng lượng mặt trời chiếu xuống bề mặt sa mạc này có khả năng cung cấp năng lượng cho toàn thế giới một tấm pin mặt trời duy nhất được đặt tại đây ở algeria có khả năng tạo ra lượng điện gấp ba lần so với cùng một tấm pin được đặt tại đức những gì từng là bất lợi về mặt địa lý mặt trời thiêu đốt của những vùng đất hoang vắng này, giờ đây có thể mang lại sự bùng nổ kinh tế cho những quốc gia nghèo đói trong lịch sử này. Một tấm pin trong một trang trại năng lượng mặt trời đặt tại đây, có kích thước 1 mét vuông, trung bình sẽ tạo ra 5 đến 7 kWh mỗi ngày. Tăng lên 1 km vuông, và chúng ta sẽ tạo ra 5 đến 7 gigawatt giờ mỗi ngày. Tăng lên 1.000 km vuông và chúng ta sẽ tạo ra 5 đến 7 terawatt giờ mỗi ngày. Đủ để đáp ứng gần 100% nhu cầu năng lượng của châu Âu. Nhân con số đó với 10, chúng ta sẽ tạo ra 50 đến 70 terawatt giờ mỗi ngày, đủ để cung cấp năng lượng cho toàn thế giới. Đây là một thống kê ấn tượng và thường được nhắc lại. Những tính toán này vẽ nên một tầm nhìn mới đầy quyết liệt của thế giới, một eutopia chạy bằng năng lượng mặt trời. Người ta thậm chí đã vạch ra các kế hoạch để biến những phép toán đơn giản thành hiện thực. Nhưng mọi kế hoạch biến giấc mơ này thành hiện thực đều đã thất bại. Trong tập phim này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao. Vận chuyển điện ra khỏi những vùng xa xôi này là thách thức đầu tiên. Hiện tại chỉ có hai đường kết nối Bắc Phi với châu Âu. Cả hai đều nằm giữa Maroc và Tây Ban Nha. Hai đường kết nối 700 MW, một đường hoàn thành vào năm 1998 và đường thứ hai hoàn thành vào năm 2006. Đường kết nối thứ ba dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2030 với tổng công suất là 2.100 MW. Nếu chúng ta muốn vận chuyển đủ điện để cung cấp cho châu Âu, bỏ qua các vấn đề về tổn thất vận chuyển và lưu trữ, chúng ta sẽ cần thêm từ 590 đến 830 số kết nối 700 MW này. Đây không chỉ là những sợi cáp đơn giản mà chúng ta đặt giữa các quốc gia. Chúng là những phần cơ sở hạ tầng cực kỳ phức tạp và tốn kém. Kết nối thứ ba, nối lưới điện của Morocco và Tây Ban Nha, ước tính có giá 150 triệu đô la. Một khoản đầu tư khổng lồ mà cả hai quốc gia sẽ phải trả. Thêm 592 kết nối nữa sẽ tốn ít nhất 8,9 tỷ đô la. Nhưng những kết nối này là tuyến đường ngắn nhất đến châu Âu từ Bắc Phi. Chúng sẽ là tuyến đường rẻ nhất để xây dựng. Để xây dựng một mạng lưới thực sự kết nối, chúng ta sẽ cần những kết nối dài hơn nữa kết nối tunisia với sicily algeria với sardinia và tiếp tục đến bắc ý libya với crete và tiếp tục đến hy lạp và thổ nhĩ kỳ và đến phần còn lại của mạng lưới trung đông trong khi đó xây dựng đủ các kết nối nội bộ ở châu âu để tạo điều kiện cho dòng điện mặt trời đi về phía bắc trong khi gió được giao dịch về phía nam kế hoạch này sẽ tốn hàng tỷ đô la để hoàn thành tuy nhiên ngay cả với những vấn đề này các nhà lãnh đạo châu Âu đã vạch ra các kế hoạch để kết nối Bắc Phi và Trung Đông với châu Âu. Họ tin rằng chi phí có thể được thu hồi. Zizertech là một sáng kiến do Đức dẫn đầu, tập trung vào quỹ đầu tư trị giá nửa nghìn tỷ đô la, sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng phát điện và truyền tải trên khắp Bắc Phi và Trung Đông. 55 tỷ đô la đã được phân bổ để tăng cường khả năng truyền tải trên khắp địa trung hải. Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng cho cả truyền tải dòng điện xoay chiều điện áp cao qua các khoảng cách ngắn hơn, như từ Morocco đến Tây Ban Nha, và dòng điện một chiều điện áp cao qua các khoảng cách dài hơn. Có một khoảng cách quan trọng mà truyền tải dòng điện xoay chiều điện áp cao không có ý nghĩa. Nếu chúng ta vẽ biểu đồ tổn thất truyền tải trên mỗi km cho truyền tải AC và DC, biểu đồ sẽ trông giống như thế này với DC mất ít điện năng hơn trên mỗi km. Tuy nhiên, để chuyển đổi điện lưới AC, khu vực của chúng ta thành DC cho các cáp truyền tải đường dài này, chúng ta cần các máy biến áp và bộ chuyển đổi đắt tiền. Nếu chúng ta vẽ biểu đồ chi phí so với khoảng cách, tính vào cơ sở hạ tầng này, nó sẽ trông giống như thế này, và chúng ta có thể thấy rằng các đường dây DC và AC giao nhau ở khoảng cách từ 500 đến 800 km. Đây là điểm hòa vốn khi DC trở nên hiệu quả hơn về mặt chi phí. Vì vậy, các đường dây kết nối trực tiếp Maroc với Tây Ban Nha chỉ dài 28 km, không có ý nghĩa đối với dòng điện một chiều điện áp cao. Trong khi các đường dây dài hơn kết nối Tunisia với Ý, có thể sẽ là các đường dây một chiều điện áp cao. Tổn thất truyền tải đối với DC điện áp cao là khoảng 3% trên 1.000 km, và thủ đô của Đức chỉ cách Tunisia 1.800 km chuyên tài điện với số tiền đầu tư lớn như vậy là hoàn toàn khả thi các công nghệ đã có vậy chúng ta hãy chuyển sang phần tạo ra điện của kế hoạch desert tech desert tech được xây dựng với mục tiêu là năng lượng mặt trời tập trung hoạt động rất khác so với các tấm pin mặt trời quang điện các cơ sở năng lượng mặt trời tập trung sẽ được trải dài dọc theo biên giới của sa mạc sahara và sa mạc ả rập một cơ sở như vậy đã tồn tại ở morocco và đây là nhà máy điện mặt trời tập trung lớn nhất thế giới. Nó rất lớn, với 3 phần riêng biệt, NOR 1, 2 và 3. Mỗi phần sử dụng cộng các biến thể năng lượng mặt trời tập trung hơi khác nhau, kết hợp để cung cấp 510 MW. NOR 1 và 2 đều là hệ thống dựa trên máng sử dụng gương Parabol, với một ống nằm ở điểm hội tụ của gương. Ống chứa dầu tổng hợp thu nhiệt từ 500.000 gương Parabol, trải rộng trên 300 8.000 mét vuông. Dầu này trở nên cực kỳ nóng, lên tới 400 độ C, cho phép đun sôi nước trong bộ trao đổi nhiệt để chảy tua bin hơi nước, cung cấp điện cho lưới điện. Dầu 400 độ cũng đủ nóng để làm tan chảy muối trong hệ thống lưu trữ nhiệt muối nóng chảy. Hệ thống lưu trữ nhiệt muối nóng chảy của NOR một có thể lưu trữ đủ nhiệt để duy trì hoạt động của nhà máy trong 3 giờ, trong khi NOR 2 có đủ lưu trữ trong 7 giờ. Tuy nhiên, muối này đông lại ở 110 độ và nếu điều đó xảy ra, nhà máy sẽ không hoạt động vào buổi sáng. Vì vậy, NOR 1 và 2 cần một hệ thống đốt nhiên liệu hóa thạch để duy trì tất cả các chất lỏng của hệ thống làm việc ở nhiệt độ vận hành tối thiểu qua đêm và để duy trì hoạt động bơm của hệ thống dầu. Hệ thống đốt nhiên liệu hóa thạch này cũng có thể duy trì hoạt động của nhà máy như một nguồn năng lượng cơ bản đáng tin cậy loại bỏ nhu cầu về các nhà máy khí đốt tự nhiên riêng biệt. Norba không sử dụng những tấm gương parabola này mà thay vào đó sử dụng hệ thống tháp. Đây là cơ sở hình tròn nổi bật ở phía Bắc. Nó trông giống một tác phẩm nghệ thuật Burning Man thời đại mới hơn là một cơ sở công nghiệp. Thiết kế này cho phép Noor thoát khỏi dầu, hệ thống ống nước và máy bơm của Noor 1 và 2. Thay vào đó, nó sử dụng các tấm gương được sắp xếp theo vòng tròn đồng tâm xung quanh một tòa tháp trung tâm. Sau đó, các tấm gương được điều khiển để tập trung ánh sáng vào một điểm duy nhất trên tòa tháp, làm nóng trực tiếp muối nóng chảy. Đây là chất lỏng làm việc thay vì hệ thống dung dầu. Năng lượng mặt trời ở đây cao hơn nhiều, và do đó nhiệt độ đạt được cũng cao hơn nhiều. Với nước được đun nóng đến 550 độ, Điều này cho phép hệ thống tháp sử dụng các tua bin hơi hiệu quả hơn và sử dụng muối nóng chảy làm chất lỏng làm việc. Loại bỏ nhu cầu về bộ trao đổi nhiệt dầu muối nóng chảy trong hệ thống lưu trữ nhiệt. NorEye là hệ thống điện mặt trời tập trung dựa trên tháp vận hành duy nhất trên thế giới có lưu trữ muối nóng chảy. Sau khi nhà máy Crescent Dunes của Nevada đóng cửa vào năm 2019, chỉ sau 4 năm hoạt động, Công ty NV Energy đã hủy hợp đồng mua của mình với nhà máy sau khi nhà máy không đáp ứng được các yêu cầu về hiệu suất. Bị ảnh hưởng bởi các vấn đề bảo trì, bao gồm việc ngừng hoạt động trong 8 tháng do do ở bể muối nóng chảy. Ngay cả khi hoạt động đầy tải, chi phí điện của nhà máy là 135 đô la cho mỗi megawatt giờ, trong khi một nhà máy quang điện gần đó chỉ 30 đô la cho mỗi megawatt. Và đây chính là cốt lõi của vấn đề. Chi phí điện mặt trời tập trung cho mỗi megawatt cực kỳ cạnh tranh với quang điện vào năm 2009, nhưng trong thập kỷ qua, quang điện đã trở nên rẻ một cách vô lý. Điện mặt trời tập trung đơn giản là không thể cạnh tranh trong một thị trường như thế này, và điều tương tự cũng có thể thấy ở nô 1, 2 và 3. Tuy nhiên hiện tại, chúng đang được đo lường theo một thước đo gọi là Levelized Cost of Electricity là mức trung bình của chi phí để tạo ra điện trong toàn bộ vòng đời của nhà máy. Tuy nhiên, thước đo này không tính đến chi phí lưu trữ cho quang điện, thường chỉ là lợi ích vốn có của năng lượng nhiệt mặt trời tập trung. Vì vậy, trong tương lai, ngành công nghiệp nên sử dụng kết hợp chi phí lưu trữ và chi phí điện. Sự bổ sung gần đây nhất cho trang trại năng lượng mặt trời này là NOR4, một trang trại tấm pin mặt trời đóng góp 73 MW. Với sự gia tăng của các tấm pin mặt trời giá rẻ, Desert Tech trái ngược với những gì bạn có thể mong đợi đã phải chịu thất bại năng lượng nhiệt mặt trời tập trung theo bản chất cần rất nhiều đất nhà máy có nhiệt độ hoạt động tối thiểu khả thi và để đạt được điều đó chúng ta cần đủ gương để phản chiêu ánh sáng đó tấm pin mặt trời không gặp vấn đề này tấm pin mặt trời có thể được lắp trên nóc nhà trên bãi đậu xe hoặc thậm chí trên cánh đồng của nông dân để giúp che bóng cho những cây cần bóng dâm chúng ta không cần những mảnh đất rộng lớn để làm cho chúng hoạt động và vì chúng rất rẻ nên hoàn toàn khả thi khi xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời nhỏ hơn ở đức và tránh những tổn thất truyền tải đó cũng như không phải chịu rủi ro tài chính lớn khi đầu tư hàng tỷ đô la vào một quốc gia không phải của mình điều đó đặc biệt quan trọng vì nhiều nhà đầu tư rất ngần ngại đầu tư tiền vào những quốc gia thường xuyên bất ổn này

lại đầu tư vào sản xuất điện mặt trời trong nước, và vào năm 2020, điện mặt trời chiếm 10% sản lượng điện của Đức. Ý tưởng về các quốc gia châu Âu khai thác tài nguyên thiên nhiên từ châu Phi để mang lại lợi ích cho nền kinh tế của chính mình. Có một số điểm tương đồng lịch sử không thể phủ nhận. Bất kỳ khoản đầu tư nước ngoài nào như thế này sẽ đi kèm với một số đảm bảo về nguồn cung cho châu Âu. Ngoài những khó khăn trong việc tổ chức hợp tác xuyên biên giới như thế này, Điều đó sẽ không ra tốt đẹp khi quốc gia sở hữu các nhà máy này cần nguồn điện đó cho lưới điện của riêng họ. Để phát triển nền kinh tế của họ, hoặc đơn giản là ổn định lưới điện của riêng họ cho các nhu cầu hiện tại, nó trở nên thậm chí còn có vấn đề hơn khi chúng ta xem xét lượng nước mà các cơ sở này cần để làm mát cho tua bin hơi nước và để giữ cho gương sạch. Cơ sở này ở Morocco sử dụng khoảng 2,5 đến 3 tỷ lít nước mỗi năm lấy nước từ một con đập cách đó 12 km. Morocco vốn đã dễ bị hạn hán, do đó, việc tăng nhu cầu về nước này chỉ để đáp ứng nhu cầu điện của châu Âu, trong khi lấy nước từ các trang trại cung cấp nước cho người dân Morocco, thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề hơn. Để thực sự mở rộng quy mô sản xuất điện này, cần có một số cải tiến công nghệ giúp giảm lượng nước tiêu thụ, hoặc chỉ cần ghép nối các cơ sở với các nhà máy khử muối và sử dụng lượng nước dư thừa nếu có để tưới tiêu cho các trang trải địa phương nhằm thúc đẩy nền kinh tế địa phương hơn nữa để giấc mơ biến những sa mạc cằn cỗi của trái đất thành trung tâm sản xuất năng lượng trở thành hiện thực nó phải là một phong trào quân chúng không phải là một siêu dự án đế quốc thời đại mới đi kèm với một loạt các đảm bảo để đổi lấy khoản đầu tư gần nửa nghìn tỷ đô la bắc phi là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu với tình trạng sa mạc hóa và tình trạng thiếu nước đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng kế hoạch này mặc dù có ý định tốt ở bề nổi nhưng lại tìm cách khai thác những quốc gia này những quốc gia đã phải chịu đựng nhiều nhất do công nghiệp hóa phương tây ngay khi công nghệ phát triển để cho phép các nước châu âu cùng nhu cầu năng lượng tái tạo của họ thì kế hoạch đã tan dạ nhưng ý tưởng này không chết trong nước các quốc gia này có tài nguyên thiên nhiên để hưởng lợi từ năng lượng mặt trời Maroc đang ở vị trí tốt nhất để dẫn đầu làm ví dụ. Vị trí gần Tây Ban Nha cho phép kết nối tương đối ngắn với lưới điện châu Âu. Chính phủ của nước này tương đối ổn định so với các nước láng giềng Bắc Phi với chỉ số ổn định chính trị là âm 0,33. Algeria, Tunisia, Libya và Ai Cập đều thấp hơn nhiều, và trong khi Maroc có nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời dồi dào nước này cũng được hưởng lợi từ gió sa mạc liên tục dọc theo bờ biển của mình. Morocco có tiềm năng đầu tư vào nhu cầu năng lượng của riêng mình đồng thời xuất khẩu lượng dư thừa sang châu âu. từ từ chuyển từ nước nhập khẩu năng lượng nhiên liệu hỏa thạch sang nước xuất khẩu năng lượng cơ sở hạ tầng địa phương mang lại lợi ích cho người dân địa phương trước tiên một quốc gia châu phi sử dụng tài nguyên của mình để mang lại lợi ích cho chính mình trước hết tiềm năng cho tương lai năng lượng mặt trời của châu phi là không thể phủ nhận các công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch năng lượng xuyên biên giới đã tồn tại và các khoản đầu tư đang diễn ra để tăng năng lực thương mại với tuyến kết nối thứ ba này giữa morocco và tây ban nha được tài trợ bình đẳng bởi cả hai bên đảm bảo một sân chơi bình đẳng việc tìm ra phương pháp tốt nhất để phát triển và cải thiện điện là vô cùng phức tạp lưới điện thực sự là những cỗ máy lớn nhất trên hành tinh. hàng trăm máy phát điện nằm giải rác trên khắp các quốc gia được kết nối với nhau bằng dây dơ le và công tắc. nhiệm vụ quản lý thủ công và đưa ra quyết định hợp lý cho một con người là điều không thể. và ngày càng nhiều cơ sở hạ tầng lưới điện đang chuyển sang lưới điện thông minh được điều khiển bằng thuật toán. các trang trại pin sử dụng các chuyên gia về mã hóa và toán học để phát triển các thuật toán cho phép họ mua và bán điện mà họ lưu trữ để tối đa hóa lợi nhuận và những công việc đó là một số công việc được trả lương cao nhất và có nhu cầu cao nhất trên thế giới ngày nay